Chào mừng mọi người đến với phần tin tức nóng chọn lọc của tụi mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin hot nhất, những tin thú vị nhất và những phần tin gọi là nóng nhất có trong ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì không làm cả nhà phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày luôn nha cả nhà. Xe tăng Nga sống sót sau đòn tập kích của UAV. Video từ camera gắn trên Tây 72 Nga cho thấy UAV tự sát cỡ nhỏ của Ukraine lao vào tháp pháp pháo xe tăng nhưng không gây thiệt hại lớn. Tại phản, Avivovko, chuyên gia đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine trên Telegram hôm 18 tháng 4 chia sẻ video xe tăng T-72 Nga trúng đạn chống tăng nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại thành phố Mariinka thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong video được quay từ camera gắn trên xe tăng, chiếc T-72 gắn giáp lồng trên nóc tháp pháo đang di chuyển thì một máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ gắn đầu đạn nổ lõm của súng chống tăng RBG-7 lao vào. Chiếc UAV đâm vào mặt trước bên trái tháp pháo và phát nổ. Tuy nhiên, xe tăng vẫn tiếp tục cơ động vào vị trí và khai hỏa pháo. Chính cỡ nòng 125mm cho thấy nó dường như không bị hư hại nghiêm trọng. Có vẻ giáp phản ứng nổ đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ xe tăng. Tài phản Avivovko biết, xe tăng chủ lực T-72 được trang bị giáp composite kết hợp giữa thép và sợi thủy tinh với khả năng phòng vệ tương đương 450mm giáp thép cán đồng nhất. Việc trang bị giáp phản ứng nổ Contact 1 tăng gấp đôi sức chống chịu của xe tăng T-72 trước đạn chống tăng nổ lõm. Tới giữa thập niên 1980, phiên bản Contact 5 ra đời cho phép T-72 duy trì khả năng chiến đấu trước những tên lửa chống tăng và đạn thanh xuyên động năng tối tân của Mỹ thời đó. Xe tăng T-72 Nga triển khai ở Ukraine thường lắp giáp phản ứng nổ Contact 5 dạng vỏ sò hoặc Contact 1 hình viên đạn gạch, khiến đạn chống tăng RBG-7 gần như không có tác dụng nếu bắn vào mặt trước tháp pháo. Nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tháng trước tiết lộ, các xe tăng nước này tham chiến ở Ukraine còn được tăng cường giáp phản ứng nổ nhằm tăng khả năng sống sót. Loại giáp phản ứng nổ này dễ lắp đặt, cho phép các tiểu đoàn kỹ thuật trực tiếp nâng cấp xe tăng ở tiền tuyến Ukraine thay vì đưa về hậu phương sửa chữa. Gói nâng cấp được áp dụng trong bối cảnh xe tăng Nga đối mặt với nhiều mối đe dọa trên chiến trường Ukraine như tên lửa chống tăng dẫn đường và UAV, cũng như Kiev bắt đầu tiếp nhận xe tăng chủ lực Leopard 2 từ phương Tây. Mariinka là đô thị quan trọng của tỉnh Donetsk, được quân đội Ukraine biến thành pháo đài phòng thủ kiên cố suốt 8 năm qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả thành phố này là một trong những nơi đang quyết định tương lai của Ukraine. Điều đó càng khiến các cuộc giao tranh tại Mariinka trở nên ác liệt khi Nga đang tìm cách chập thủng phòng tuyến đối phương và bắn phá bế tắc trên chiến trường. Kiểm soát Mariinka giúp lực lượng Nga củng cố hướng Tây và đẩy pháo binh Ukraine ra xa, khiến họ không thể công kích thủ phủ Donetsk và nhiều đô thị khác trong tỉnh cùng tên. Tiếp theo, công binh Ukraine kể về hiểm nguy rình rập ở Bakhmut. Lính công binh Ukraine nói đạn pháo và mìn bộ binh luôn là hiểm họa thường trực, biến Bakhmut thành trải nghiệm đáng sợ với mọi quân nhân. Bạn nghe thấy tiếng nổ đầu nòng, tiếng rít và sau đó là vụ nổ dữ dội, kèm theo hàng loạt mảnh văng. Đó là những trải nghiệm tồi tệ và đáng sợ nhất với bất kỳ ai. Denis, lính công binh Ukraine 20 tuổi, nói hôm 19 tháng 4, vài giờ sau khi lương chuyển khỏi tiền tuyến ở thành phố Bakhmut. Denis cho rằng liều thuốc duy nhất chữa được nỗi sợ hãi là ở nguyên trong nhà, nhưng đó không phải lựa chọn với những người lính công binh Ukraine đang tập kết trong khoảng sân cách Bakhmut vài km về phía Tây. Thành phố giống như đóng đổ nát, gần như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn, nó gần như đã bị xáo sổ. Pháo kích xảy ra mỗi ngày, không bao giờ dừng lại, máy bay không người lái, cỡ nhỏ, thả lựu đạn xuống vị trí cố thủ, trong khi tiếng súng vang khắp các khu phố, Denis cho hay. Kiev thừa nhận lực lượng của Moscow đang tiến quân qua các khu vực trung tâm thành phố, nhưng nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine vẫn bám trụ và tìm cách cản bước đối phương. Có những địa điểm mà hai bên chỉ cách nhau vài mét, không có dấu hiệu nào cho thấy các tay súng quắc nơi thiếu đạn, quan chức Ukraine nói. Khi rời nơi ẩn nấp, bạn không thể biết liệu mình có sống sót quay về không. Đối phương cài mìn khắp nơi, không có chỗ sai sót. Tất cả đều phụ thuộc vào vận may, Oleg, 34 tuổi, cho hay. Nga và Ukraine đều đang dồn lực vào Bakhmut. Kiev nói rằng trận chiến Bakhmut là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng của Moscow ở mặt trận miền đông. Trong khi đó, kiểm soát Bakhmut có thể cho phép quân đội Nga nhắm trực tiếp vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Hasovia gần đó, đồng thời mở đường tiến công vào hai thành phố trọng yếu của tỉnh Donetsk là Ramatov và Sovienka. Nhiều lần tôi thấy đối phương rời chỗ ẩn nấp và bỏ chạy, họ mất quân nhưng nhanh chóng củng cố lực lượng và phản công. Pavlo, cựu lính cứu hỏa 33 tuổi, nói.
Binh sĩ Urena thừa nhận lính Nga là những đối thủ đáng gờm. Họ có những lính công binh rất thông minh, cực kỳ thông minh. Họ cày mìn khắp nơi, Pablo nói. Có nhiều nghi ngờ về khả năng cầm cự của quân đội Urena tại Bakhmut, nhưng Denis tin rằng lữ đoàn của mình vẫn sẽ bám trụ khu vực này trong thời gian dài. Đây là một trong những khu vực khó khăn nhất hiện nay, còn rất nhiều việc phải làm, anh nói. Tin tiếp theo, Mỹ viện trợ thêm 325 triệu đô la cho Urena. Giới chức Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la cho Urena, trong đó có nhiều loại đạn dược và mìn chống tăng. Nga có thể chấm dứt xung đột ngay hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20 tháng 4 cho biết khi công bố gói viện trợ quân sự mới cho Urena. Cho tới khi Nga làm điều đó, Mỹ và các đồng minh và đối tác sẽ sát cánh với Urena khi thì nào cần thiết. Giới chức Mỹ cho biết gói viện trợ này có đạn rocket của pháo phản lực HIMARS, mìn chống tăng và hơn 9 triệu viên đạn cho vũ khí cá nhân. Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển một số phương tiện hậu cần và hỗ trợ bảo trì để giúp Urena củng cố phòng tuyến. Với trị giá 325 triệu đô la, gói vũ khí này nâng tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Urena sau khi chiến sự bùng phát lên hơn 35,4 tỷ đô la. Mỹ công bố gói viện trợ mới trong bối cảnh Urena đang chuẩn bị cho đợt phản công nhằm nhằm lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Quân đội Urena đang tích trữ dự trữ đạn dược, ráo riết tuyển quân và huấn luyện binh sĩ sử dụng vũ khí phương Tây để chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Một số chuyên gia phương Tây nhận định chiến dịch phản công của Urena có thể đạt một số thành công, song họ khó có thể giành lại toàn bộ khu vực Nga đang kiểm soát. Nguồn cung vũ khí hiện tại chỉ cho phép Urena thành lập 3 đến 4 lữ đoàn xe tăng hiện đại, không đủ khả năng duy trì đà thọc sâu và các tuyến phòng thủ nhiều lớp kiên cố của Nga. Urena gần đây hối thúc phương Tây viện trợ nhiều loại vũ khí hạng nặng. Mỹ cùng các quốc gia phương Tây đã chuyển xe tăng chủ lực và tên lửa phòng không Patriot cho Urena, song tới nay vẫn từ chối viện trợ thêm tiêm kích F-16. Tiếp theo, Mỹ dồn lực duy trì ưu thế quân sự trước Trung Quốc. Đà phát triển quân sự nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến giới chức quốc phòng Mỹ lo ngại, khiến họ hối thúc quốc hội tăng ngân sách để duy trì ưu thế. Khi các chỉ huy quân sự và quan chức quốc phòng Mỹ tuần tra họp các quỹ, ban phân bổ ngân sách của quốc hội để tìm kiếm nguồn tài chính cho năm tài khoá năm 2024, quốc gia được họ nhắc đến nhiều nhất là Trung Quốc. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nêu quan ngại về việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong khi Bộ trưởng Hải quân Carlos de Toro đề cập đến hoạt động của hạm đội tàu cá Trung Quốc tại các vùng biển trong khu vực. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Matt Milley cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ lúc này là phải giành ưu thế trước Trung Quốc trên mọi lĩnh vực quân sự nhằm duy trì hòa bình, ổn định giữa các cường quốc. Chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng và do quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc đã tạo ra một mối lo chung, khiến lữ đảng Mỹ cũng đồng thuận rằng họ cần làm nhiều hơn nữa để không bị Bắc Kinh vượt mặt. Đây là sự đồng thuận rất hiếm hoi tại Quốc hội Mỹ, vốn luôn phân cực chính trị gay gắt, giúp các yêu cầu ngân sách tăng ngân sách quân sự dễ được thông qua hơn. Các yêu cầu về ngân sách quân sự được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đón nhận hơn bởi chính quyền đang tập trung vào Trung Quốc. Mark Cassian, cố vấn chương trình an ninh quốc tế trọng tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS trụ sở tại Washington bình luận. Trong chiến lược tranh cử, ông Joe Biden đã nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã bổ sung các biện pháp trừng phạt vốn là được áp dụng dưới thời Donald Trump nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quân sự Trung Quốc. Theo Cassian, sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, quỹ trị giá 9,1 tỷ đô la được lập ra để ứng phó với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dành cho năm tài khoá năm 2024 là bằng chứng rõ nét nhất về quyết tâm của lực lượng Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm kiềm chế Trung Quốc. Quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc tiếp tục diễn ra với tốc độ rất nhanh. Andrew Lin, chuyên gia theo dõi và dự báo ngân sách quốc phòng của Mỹ tại công ty tình báo quốc phòng Janet trụ sở ở Washington cho hay, điều này cũng góp phần giúp việc tăng ngân sách quân sự dễ dàng hơn đôi chút. Chính quyền Tổng thống Biden ngày 10 tháng 3 yêu cầu quốc hội phê duyệt ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la, tăng 3% so với năm trước, trong đó 842 tỷ đô la dành riêng cho Lầu Năm Góc. Ngân sách quốc phòng này cũng chiếm hơn một nửa so với tổng yêu cầu ngân sách 1.695 tỷ đô la cho cả năm 2023 của Mỹ. Theo ông Hồ Tích Tiến, ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và tương đương 3,5% GDP của nước này. Rất nước trên thế giới có tỷ lệ ngân sách quốc phòng cao như vậy, còn tỷ lệ của Trung Quốc là chưa đầy 1,5% GDP, ông viết. Theo ông, điều này không chỉ tạo ra tiền lệ xấu mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ quốc tế. Mỹ đã biến cạnh tranh quân sự thành vấn đề nổi bật trong quan hệ nước lớn, gửi thông điệp đến thế giới rằng
Sức mạnh quân sự là lá bài tẩy trong trò chơi giữa các cường quốc, Hồ Tích Tiến nhận định. Ở mọi tin tức của các video trên kênh của mình thì bản tin thứ 5 cũng là bản tin cuối cùng trong ngày, là bản tin hay nhất, thú vị nhất và gọi là nóng nhất trong ngày, cũng như hồi hộp, gây cấn và nguy hiểm nhất. Thì biết được bản tin của mình hồi hộp, gây cấn, nguy hiểm cũng như hot, nóng hay là gọi là thú vị như thế nào á, chúng ta bắt đầu bản tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. Tay không leo 38 tầng nhắn nhủ Tổng thống Pháp. Anh Lê Robert, 60 tuổi, trèo lên tòa nhà 38 tầng ở Paris mà không cần dây bảo hộ để thể hiện nỗi bất bình về lực tăng tuổi hưu. Robert được mệnh danh là người nhện Pháp, ngày 19 tháng 4 leo tòa nhà trọc trời Tour Alto cao 150m ở khu La Défense, thủ đô Paris. Ông không dùng dây bảo hộ, chỉ mang một đôi giày leo núi. Tôi ở đây để thể hiện sự ủng hộ đối với những người phản đối cải cách hưu trí. Bằng cách leo tòa nhà trọc trời này và không có lưới an toàn phía dưới, tôi muốn nói với Tổng thống Emmanuel Macron, hãy trở về với thực tại, ông nói. Ông Robert đã leo hơn 150 công trình kiến trúc chọc trời, nó có Pháp Eiffel ở Paris, cầu cổng vàng ở San Francisco và Burj Khalifa ở Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới. Các màn chinh phục của ông thường đi kèm với những thông điệp như kêu gọi gây quỹ trùng tu nhà thờ Đức Bà hay tưởng nhớ nạn nhân thảm kịch thiên nhiên. Lực cải cách hưu trí Pháp sẽ nâng tuổi nghỉ hưu ở nước này từ 62 lên 64 vào năm 2030 và yêu cầu người lao động làm việc ít nhất 43 năm thay vì 42 năm như trước đây để nhận đủ lương hưu. Chính phủ của ông Macron gọi đây là cải cách cần thiết để giúp hệ thống lương hưu không bị thâm hụt trong những năm tới. Hội đồng Bảo Hiến Pháp phê chuẩn lực nâng tuổi hưu ngày 15 tháng 4, ông Macron ký ban hành lực cùng ngày. Tuy nhiên, động thái này góp phải phản ứng gay gắt từ người dân. Pháp đã trải qua những cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối luật này từ những tuần qua. Tổng thống Pháp khẳng định ông sẵn sàng chấp nhận mất lòng người dân với luật này. Ông đang trong nhiệm kỳ 2 và không thể tái tranh cử năm 2027. Ngay cả khi Pháp cải cách, tuổi nghỉ hưu mới ở Pháp vẫn thấp hơn các nước châu Âu cùng nhiều nước phát triển khác, trong khi các chính phủ này quy định tuổi nghỉ hưu đầy đủ hỗ trợ cấp hưu trí là 65 và dần tiến tới 67. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.